Chiều nay 12 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 38 bị cáo trong vụ án Việt Á về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Theo đó, tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương, do thành khẩn khai báo không hưởng lợi cá nhân và hợp tác với các cơ quan điều tra. Phan Quốc Việt, chủ tịch Việt Á bị tuyên phạt 29 năm tù, Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc Việt Á bị tuyên phạt 15 năm tù, Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế 18 năm tù, Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng và Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng bị tuyên mức án 3 năm tù, Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương 5 năm tù, Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý phó thủ tướng đều bị phạt 4 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 24 tháng tù treo đến 14 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây bất bình trong dư luận nhân dân, làm suy thoái băng hoại đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ đảng viên, làm mất niềm tin, uy tín của đảng và các cấp chính quyền. Việc xét xử và áp dụng các hình phạt nghiêm minh đối với từng bị cáo, đối với mỗi tội danh là tương xứng với tính chất mức độ hậu quả hành vi của từng bị cáo. Và đây là điều cần thiết nhằm trừng trị những hành vi đi ngược lại với lợi ích của nhà nước, của nhân dân và xã hội. Trong đó cũng đã xem xét giảm nhẹ khoan hồng, đặc biệt đối với các bị cáo vì thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch cấp bách mà phạm tội, không hưởng lợi và tích cực hợp tác với các cơ quan điều tra.